bản nguyện niệm phật trung tâm phiên dịch hán nôm huệ quang nhiều tác giả sáu la mã hai môn hoằng và yếu hai tông niệm và quán ẩn hiện phế lập từ giả vào chân trong quán kinh sớ bắt đầu từ tự đề môn thứ nhất trong bảy môn bàn luận của phần quyền nghĩa đại sứ thiện đạo quy nạp nội dung của quán kinh viết về sự xác định giữa yếu môn và hoàng nguyện rất nổi tiếng là giáo chủ cõi ta bà vì nhân duyên phu nhân di đề hy thỉnh cầu nên đức phật rộng mở ra yếu môn của tịnh độ đấng năng nhân ở cõi an lạc hiện rõ ý đặc biệt của hoàng nguyện yếu môn của tịnh độ tức là hai môn định tán trong quán kinh định tức là dừng tất cả phiền muộn lo âu để được nhất tâm tám tức là bỏ ác để tu thiện quay về hai hạnh này mà cầu nguyện giảng sanh nói về hoằng nguyện như trong đại kinh ghi tất cả phạm phu thiện hay ác đều được giảng sanh không ai không nương vào đại nguyện đại hạnh và đại lực của phật a di đà để làm tăng thượng duyên hai môn này được nói trong quán kinh yếu môn tức là định thiện của mười ba pháp quán và tán thiện của tam phước chính phẩm. Quan nguyện, tức là nguyện thứ 18 trong kinh vô lượng thọ, cũng tức là bản nguyện lực của Phật A Di Đà. Yếu môn là tự mình tu hành định thiện và tán thiện hồi hướng để cầu giảng sanh. Bồ Tát Long Thọ gọi là nan hành đạo, đại sư Đàm Loan gọi là tự lực. Quan nguyện là hoàn toàn nương vào sức bản nguyện của Phật A Di Đà, bản nguyện Di Đà đã hoàn thành sẵn sức cứu độ không thể nghĩ bàn cho chúng sanh trong mười phương cũng tức là đại nguyện đại hành và đại lực buông nghìn căn cơ chúng sanh trong mười phương không bỏ sót một ai thiền hay ác đều thâu nhiếp cả đại nguyện rộng lớn cho nên gọi là hoàng nguyện bồ tát long thọ gọi là vị hành đạo đại sứ đàm loan gọi đó là tha lực tiếp theo tông chỉ môn thứ ba xác định tông chỉ của quán kinh nói nay quán kinh này tức là lấy quán phật ta mùi làm tông cũng lấy niệm phật ta mùi làm tông bởi vì nội dung của quán kinh đã nói ở môn yếu môn và hoàng nguyện vì lẽ đó nên có hai tông niệm và quán là quán phật của yếu môn và niệm phật của hoàng nguyện nên gọi là một kinh có hai tông nhưng mà quán phật là con đường tự lực khó hành trì, đã không phải bản nguyện Di Đà, cũng chẳng phải bản hoài của Đức Thế Tôn, là chẳng phải chúng sanh trong mười phương có thể thực hành được, mà niệm Phật là con đường tha lực dễ hành trì, là bản nguyện của Phật A Di Đà, bản hoài của Đức Thế Tôn, chúng sanh trong mười phương có thể thực hành được. Vì thế phần lưu thông trong quán kinh Đức Thế Tôn không phó chút pháp yếu môn mà phó chút pháp môn niệm Phật. Từ Đức Thích Tôn bỏ quán Phật mà lập nên niệm Phật, bỏ yếu môn để lập môn hoàng nguyện, nói. Phật bảo a nan ông khéo thọ trì lời này, thọ trì lời này tức là thọ trì danh hiệu Đức Phật vô lượng thọ. Đại sư Thiện Đạo thể ngộ được ý nhất trí của Phật A-di-đà và Đức Thích Tôn mà giải thích. Ở trên, tôi tuy nói về sự lợi ích của hai môn đình thiện và tán thiện, nhưng căn cứ theo bản nguyện của Phật A-di-đà thì ý của kinh này nằm ở chỗ Chúng sanh phải nhất hướng chuyên sưng danh hiệu Phật A-di-đà Phần Chánh Tông trong quán kinh Nói cặn kẽ về 13 pháp quán của định thiện và tam phước Chính phẩm của tán thiện Y theo đó mà tu tuy có lợi ích hồi hướng đều được giảng sanh Nhưng điều lợi ích lớn hơn không nằm ở hai môn định tán này mà là nằm ở một môn hoàng nguyện cũng tức là nguyện niệm Phật giảng sanh thứ 18 trong kinh vô lượng thọ. Phần lưu thông của đại kinh gọi đó là công đức lợi ích rộng lớn vô thượng. Nguyện thứ 18 là thầy ước bảo chứng của Đức Phật A Di Đà đối với chúng sanh là niệm Phật nhất định giảng sanh về tịnh độ của Phật A Di Đà. Tin nhận sự cứu độ của Đức Phật A Di Đà, chí tâm tin ưa, nguyện sanh về tịnh độ Di Đà, muốn sanh về nước tôi chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà cho đến 10 niệm thì chắc chắn giảng sanh về tịnh độ của Phật A Di Đà. Nếu không giảng sanh thì tôi không thành chánh giác. Cho nên ở phần lưu thông trong quán kinh, Đức Thích Tôn phó chúc và tán thán ngài A Nan. Muốn ngài hãy thọ trì danh hiệu vô lượng thọ Phật, cũng tức là nhất hướng chuyên xưng danh hiệu A Di Đà Phật được đại sư Thiện Đạo giải thích. Ở đây có nghĩa là một lòng nương vào sự cứu độ của phật a di đà bởi vì sáu chữ hồng danh nam mô a di đà phật có đầy đủ các công đức có thể cứu độ tất cả chúng sanh trong mười phương bất luận chúng sanh nào chỉ cần một lòng nương vào sự cứu độ của phật a di đà chuyên xưng danh hiệu a di đà phật thì đã lãnh thọ toàn bộ công đức của phật a di đà chứ không phải là tự lực quán phật hoặc tự lực xưng danh để hồi hướng cầu sanh tây phương như là tu tập ở yếu môn từ hai tông niệm và quán của yếu môn và hoàng nguyện đến một tông niệm phật của yếu hoàng phế lập tức là bỏ yếu môn mà lập môn hoàng nguyện niệm quán phế lập tức là bỏ quán lập niệm có ý ẩn hiện từ giả vào chân từ phương tiện nhập vào chân thật đây tức là các loại căn cơ được đức thích tôn hướng dẫn từ thánh đạo môn tiến vào tịnh độ môn lại tự yếu môn trong tịnh độ môn quay về xây dựng hoàng nguyện niệm phật thuộc bản nguyện a di đà vì thế mục đích của quán kinh không nằm ở mười ba pháp quán thuộc về định thiện và tam phước chính phẩm thuộc về tán thiện mà nằm ở chỗ nhất hướng chuyên xưng danh hiệu a di đà phật bảy la mã phật đứng trong hư không hiện rõ hoàng nguyện di đề hy vừa thấy đắc vô sanh nhẫn phần đầu có nêu ra đại sư thiện đạo nói đấng năng nhân cõi an lạc di đà hiện rõ ý đặc biệt của hoàng nguyện trong phần quyền nghĩa nhưng rốt cuộc đức phật a di đà hiện rõ hoàng nguyện ở đoạn nào trong quán kinh là phần đầu ở pháp quán qua tòa thứ bảy trong mười ba pháp quán của phần chánh tông đây chính là chỗ hiện rõ hoàng nguyện di đề hy nhập tính cũng trong phần đầu ở pháp quán qua tòa khi đức thích tôn biểu đạt đối pháp để diệt trừ khổ não thì đức phật a di đà ứng theo tiếng của đức thích tôn lập tức hiện ra trong hư không để cho phu dân di đề hy thấy đại sứ thiện đạo giải thích đoạn này là theo tiếng liền hiện chứng đắc giảng sanh ý cho rằng pháp diệt trừ khổ não ở ngay nơi bản thân di đà hễ là chúng sanh khổ não nghiệp chứng sâu nặng nương vào sự cứu độ của phật a di đà thì nỗi khổ ấy lập tức tiêu trừ quyết định giảng sanh không đoạn trừ phiền não mà đắc niết bàn từ đây về sau chỉ cần nhất hướng chuyên sưng danh hiệu phật a di đà cũng tức là phu nhân với đề hy thấy phật không chỉ đơn thuần là mắt thấy thân phật mà còn hiểu rõ tin sâu đây là phật cứu độ mình nói cách khác tức là thấy rõ nguyện lực của phật a di đà theo ý này thì quán chân thân thứ chín nói vì quán thân phật nên thấy được tâm phật tâm phật chính là đại từ đại bi dùng vô duyên từ mà thâu nhiếp các chúng sanh thấy thân phật tức là thấy tâm phật thấy tâm phật tức là ngộ được vô duyên đại từ đồng thể đại bi của phật nằm ở chỗ cứu độ bản thân mình là bọn hèn mọn xấu xa sợ sệt yếu ớt đây tức là nhập tính cũng tức là đạt đến vô sanh pháp nhẫn tính tâm bất thoái của tính ngộ hạnh điều này giống với đoạn văn nghe danh hiệu ngài tính tâm quan hỷ cho đến một niệm chí tâm hồi hướng nguyện sanh về cõi nước kia liền được giảng sanh trù bậc bất thối chuyển được nói trong văn thành tựu nguyện 18 của đại kinh đại sư đàm loan nói danh tức là pháp danh và thể không hai danh và thể là một thấy thân phật mà phát khởi niềm tin thấy phật đắc vô sanh pháp nhẫn và nghe danh hiệu ngài mà phát khởi niềm tin nghe danh hiệu ngài mà được bất thoái Cửa vào thì khác nhau Nhưng kết cuộc giống nhau Bởi thế nghe và thấy Cuối cùng giống nhau Đều thấu rõ sự từ bi cứu độ Trục đại nguyện đại hạnh Đại lực của Phật a di đà Đây gọi là nghe thấy như nhau Để nói cụ thể ý nghĩa này Đại sư đưa ra ví dụ con đường tốt Giữa hai dòng sông Trong phần giải thích ba tâm Nói rõ hành giả đi trên con đường tốt Do tự mình tham dục Tâm sân mãnh liệt Không thể dừng được Tới lui đều chết ngay lúc đọa vào địa ngục bỗng nhiên nghe được tiếng cứu độ của phật a di đà nói ông nhất tâm chánh niệm đi thẳng đến đây ta sẽ bảo vệ ông đừng sợ rơi vào trong nước và lửa bỗng nhiên nghe lời này giống như tiếng sấm qua tâm quát nhiên tỉnh ngộ niềm tin phát khởi không thể nghĩ bàn khen ngợi chưa từng có lập tức ở trong cảnh giới tâm vô cùng an lạc và rất mãn nguyện bất thoái chuyển việc thấy Phật hoặc nghe Phật nói trong pháp môn tịnh độ, tức là thể ngộ được cảnh giới này. Ví dụ hai dòng sông, có thể nói là miêu tả cụ thể lịch trình nơi tâm của hành giả, mà tiếng kêu gọi của Đức Phật A-di-đà là nội hàm cụ thể của lời nguyện thứ 18. Như biểu đồ dưới đây, tiếng gọi Đức Phật A-di-đà, ông nhất tâm chánh niệm đi thẳng đến đây, ta sẽ bảo vệ ông, đừng sợ rơi vào trong nước và lửa. Nguyện thứ 18 nếu tôi thành phật chúng sanh trong mười phương chí tâm tin ưa muốn sanh về cõi nước tôi cho đến mười niệm nếu không giảng sanh thì tôi không thành chánh giác chỉ trừ tội ngũ nghịch và phỉ bán chánh pháp tiếng gọi phật a di đà ông là chúng sanh trong mười phương nhất tâm là chí tâm tin ưa muốn sanh tính tâm chánh niệm cho đến mười niệm niệm phật Trực lai nếu không giảng sanh Bảo vệ ông Không thành chánh giác Đừng sợ từ bi Chỉ trừ tội nghịch bán Trí huệ Là nguyện thứ 18 Hành giả được ánh sáng trí huệ Của Đức Phật a di đà chiếu soi Biết rõ mình là căn cơ tham sân Tội ngũ nghịch và quỷ bán chánh pháp Tam định tử Không thể nào cứu được Nhưng cùng lúc này Âm thanh từ bi cứu độ tao có thể cứu ông đừng sợ hãi của đức phật a di đà chảy vào thân tâm trở thành người niệm phật tin sâu vào căn cơ và giáo pháp không sợ lửa sân và nước tham an tâm đi trên con đường tốt điều này được nói trong quán chân thân là ánh sáng chiếu khắp mười phương thế giới thâu nhiếp chúng sanh niệm phật mãi không bỏ gọi là trực lai thẳng đến tức là không cần đi đường vòng xa xôi không do dự cũng tức là nếu không thể thay đổi nguyên trạng thì cứ giữ tâm trạng hiện tại mà nhất hướng chuyên sưng danh hiệu Phật A Di Đà. Đây tức là không cần để ý đến sự tham sân của mình mà chỉ ngẩng đầu bước trên con đường tốt của nguyện lực Phật A Di Đà. Chỉ nương vào sự từ bi cứu độ của A Di Đà, đó gọi là tinh thuần theo ý của Đức Phật A Di Đà và Đức Thích Tôn. Không quan tâm đến hai dòng sông lửa và nước, mỗi niệm không bỏ sót nương vào con đường nguyện lực của Phật. Kẻ nam, người nữ, xuất gia hay tại gia, kẻ ngu, người trí, tùy theo căn cơ của họ, chỉ cần niệm Phật không hề hạn chế. Nếu có hạn chế thì chúng sanh trong mười phương tuyệt đối không thể giảng sanh. Vì thế, tiếng gọi trực lai là đỉnh điểm bi tâm của Phật A-di-đà, là đỉnh cao của nguyện địch. Đây chính là chỉ ra bản nguyện chúng sanh trong mười phương cho đến mười niệm. Nếu không giảng sanh thì tôi không thành chánh giác của Phật A Di Đà là lời nguyện siêu diệt. Gọi là lời nguyện siêu diệt tức là bi nguyện vượt hẳn chư Phật trong mười phương ba thời, dùng bản nguyện không thể nghĩ bàn của Phật A Di Đà để cứu độ những chúng sanh không thể cứu độ, để cứu độ những người không thể giảng sanh. Cho nên bản nguyện của Phật A Di Đà gọi là siêu thế bi nguyện. Con đường này được mệnh danh là siêu thế trực đạo. Bởi lẽ Đức Phật A-di-đà lúc ở nhân địa phát ra bản nguyện siêu diệt, chúng sanh trong mười phương cho đến mười niệm, nếu không giảng sanh thì tôi không thành chánh giác. Cũng chính là vì thành tựu được bản nguyện siêu diệt độc nhất vô nhị này, cho nên Đức Phật này gọi là Nam Mô A-di-đà Phật. Vì lẽ đó, Đức Phật A-di-đà khác xa với các Đức Phật khác, hạng phàm phu tham sân, người ác cực nặng, ở trong đời ác ngũ trượt, chư Phật trong mười phương, đều không có nguyện lực để cứu độ những chúng sanh này và cũng không có tịnh độ nào có thể dung chứa họ. Chư Phật trong mười phương chỉ có một mình Đức Phật A Di Đà có nguyện lực này để cứu giới chúng sanh, có báo độ này để dung chứa chúng sanh. Vì thế bản nguyện siêu việt này gọi là hoàng nguyện vượt hơn chư Phật trong mười phương ba thời. Cho nên trong kinh Đại A Di Đà, Đức Thích Tôn hết sức ca ngợi Nam Mô A Di Đà Phật là vua trong các đức phật tôn quý trong hoàng minh nếu như mười phương chúng sanh chúng ta đọa vào địa ngục thì lập trường của đức phật a di đà đứng không vững lý do nam mô a di đà phật liền mất đi đây là vì thân phận phật a di đà trong khi ta chìm đắm trong biển lớn không đủ sức để ngồi lên sắp bị chìm chết thì đức thân đức phật a di đà nhảy vào biển lớn cứu ta lên bờ không những làm cho ta sống lại mà còn được bất thối chuyển đừng lúc ta sắp đọa địa ngục mới phát hiện đức phật a di đà đã ở đây chờ đợi đã mười kiếp khi chúng ta không thể thực hành giới định huệ tham sân si cũng chẳng đoạn trừ và nghe đến tiếng gọi bi thương của phật a di đà là hãy đi thẳng đến đây vì thế rất an lòng bước trên con đường tốt sống tức là tính tâm tính tâm tức là hằng ngày niệm phật lại nữa hành giả đi vào con đường tốt cuối cùng nghe được tiếng gọi của Phật A Di Đà mà được cứu độ. Xét về nhân này cũng do công chỉ lối của Đức Thích Tôn. Thí dụ về hai dòng sông có ghi: Trên bờ phía đông bỗng nhiên nghe tiếng người kêu, này nhân giả, ông cứ quyết định đi theo con đường này thì nhất định thoát chết, nếu đứng lại thì sẽ chết. Và phần sau tự đề môn thứ nhất của phần quyền nghĩa cũng đã nói rõ về lòng đại bi của nhị tôn khiển quán nhị tôn nhất trí của đức thích tôn thúc dục và phật a di đà đến tiếp dẫn nói ngưỡng mong đức thích tôn ở cõi ta bà thúc dục phật di đà ở cõi nước kia đến tiếp dẫn phật ở cõi nước kia gọi phật ở cõi này thúc dục sao dễ như vậy mà không đi trong nhị tôn khiển quán kinh xác nhận đức phật a di đà đứng trong hư không kêu gọi có thể được tìm thấy ở phần đầu của pháp quán qua tòa đây tức là bản thân Đức Phật A Di Đà thể hiện rõ hoàng nguyện, đại nguyện và kinh xác nhận Đức Thích Tôn thúc dục nằm ở chỗ nào trong quán kinh. Đây là văn Phó chúc A Nan trong phần lưu thông phía sau. Phật bảo A Nan, ông Hải khéo thọ trì lời này, thọ trì lời này tức là thọ trì danh hiệu Phật vô lượng thọ. Ý của hai đức Phật này đều dứt trí và không khác. Bên này thúc dục, bên kia dễ gọi là tác dụng tự nhiên của hoàng nguyện Phật A Di Đà mục đích nằm ngay chỗ cứu độ chúng sanh chìm trong nước sâu lưỡi giữ một cách chủ động một cách bình đẳng và không có điều kiện nào cả ân của hai đức phật dù tan thân mất mạng cũng không thể báo đáp được dù nghiền nát xương cốt cũng không thể báo đền bác chu tán nói không nhờ sức hoàn thể di đà lúc nào kiếp nào thoát ta bà được thoát ta bà nhiều kiếp khổ ngày nay nhờ ân phật thích ca nếu chẳng phải thích ca chỉ dạy tịnh độ di đà làm sao đến lại nữa phần trước đã nói thấy phật nhập vào tính thành tựu hoặc thấy phật đắc vô sanh nhẫn là chỉ dành riêng cho căn cơ niệm phật thấu rõ bi tâm của phật a di đà tức là nói tin sâu vào bi nguyện của đức phật a di đà rằng xưng danh nhất định giảng sanh người học phật hoặc có người trong mộng thấy phật lúc tỉnh tọa thấy phật trong khi niệm phật cũng thấy phật thậm chí trong lúc hiểm nguy khó khăn được Phật và Bồ Tát hiện thân cứu độ. Đây là sự cảm ứng bình thường, không thể sánh bằng sự tin sâu về căn cơ và giáo pháp. Phần Tám La Mã Chánh nhân vãng sanh ở chỗ tâm tin sâu, nương hạnh lập tính, tính và hạnh một thể. Lời mở đầu đoạn văn chính phẩm trong Quán Kinh nói Người nguyện sanh về cõi nước kia Phát ba loại tâm Thì liền được vãng sanh Những gì là ba? Một, chí thành tâm Hai, thâm tâm Ba, hồi hướng phát nguyện tâm Nếu đầy đủ ba tâm này Thì chắc chắn sanh về cõi nước cực lạc Của Phật a di đà Ba tâm này là cốt tủy của pháp môn tịnh độ, là tâm can của hành giả là con mắt của quán kinh để giúp hành giả thoát khỏi sanh tử vì thế đại sư thiện đạo đặc biệt đặt hai chữ kinh văn phía trước câu này nêu ra lời đức phật dạy để làm sáng tỏ tầm quan trọng nhằm khuyên mọi người tin nhận phần đầu đoạn giải thích ba tâm đại sư nêu ra xác định ba tâm cho là chánh nhân có nghĩa là Ba tâm là chánh nhân của sự vãng sanh. Và phần cuối đoạn giải thích ba tâm nói lại ba tâm này cũng tóm thầu định thiện và tán thiện. Có nghĩa là 13 pháp quán thuộc định thiện cũng phải có ba tâm này. Nếu không đủ ba tâm này thì không thể nào vãng sanh. Giờ đây có thể biết bất luận là định thiện hay tán thiện vãng sanh nằm ở ngay ba tâm này có ba tâm này thì được vãng sanh nếu không có ba tâm này thì không được vãng sanh vì thế ba tâm này không chỉ nằm trong quán kinh mà có thể nói là cốt lõi của tông tịnh độ chúng ta có thể thấy rõ tầm quan trọng của nó cho nên trường người niệm phật nhất định phải đầy đủ ba tâm trong tác phẩm Tuyển trạch bản nguyện niệm Phật tập của Pháp Nhiên Thượng Nhân nói Ba tâm cực kỳ quan trọng đối với hành giả Theo ý văn này thì ba tâm có nghĩa là ba tâm của yếu môn và ba tâm của hoàng nguyện Ba tâm của định thiện và ba tâm về tán thiện của yếu môn là ba tâm của tự lực trong việc trở về với hai hạnh này để cầu nguyện vãng sanh. Ba tâm của Hoàng nguyện là ba tâm của tha lực nương vào đại nguyện, đại hạnh và đại lực của Phật A Di Đà. Ba tâm có khác nhau. Ba tâm của tự lực yếu môn và ba tâm của tha lực Hoàng nguyện. Ba tâm của tự lực vì bản thân hành giả phát khởi ba tâm nên căn cơ có nhiều sự khác biệt. Bởi thế Mức độ mà mỗi cá nhân phát khởi ba tâm cũng rất khác nhau. Hơn nữa, ba tâm của tự lực chẳng phải là tâm hư giả, dối trá, không chân thật, mà nó do hạng phàm phu sanh tử tội ác, tâm đầy dẫy nhiễm ô bất tịnh phát khởi, cho nên gọi là nan hành đạo. Ba tâm của tha lực, bất luận là định thiện hay tán thiện bất luận kẻ trí hay người ngu, người thiện hay kẻ ác, bất luận kẻ hữu lậu hay người vô lậu đều tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà, truyền xưng danh hiệu Phật A Di Đà, cho nên ba tâm đều thâu nhiếp chung ở thâm tâm. Đại sư nói, thâm tâm tức là tâm tinh sâu và giải thích mở rộng ra thành bảy tâm tinh sâu và sáu tâm quyết định quy nạp thành ba nghĩa chính như hai loại tinh sâu đó là tự nhân lập tính và tự hạnh lập tính hai loại tinh sâu tức là tinh sâu căn cơ và giáo pháp cơ chỉ cho chính mình pháp chỉ cho đức phật a di đà tình căn cơ của mình không đủ sức vì tội ác ở trong sanh tử nên không có nhân duyên để thoát khỏi. Tình Pháp có sức mạnh, chỉ cần nương vào nguyện lực chân thật của Phật A-di-đà, xưng danh niệm Phật cho đến mười niệm thì nhất định được vãng sanh. Lòng tin này ở nơi kẻ phàm hay bậc thánh đều bình đẳng, ai ai cũng như nhau, sự cứu độ đều do sức của Phật A-di-đà, đều nhờ lòng tin chuyên nhất cho nên gọi là dị hành đạo. Tình sâu vào căn cơ và giáo pháp chính là nội dung bản nguyện thứ 18, cũng là ý chính của thí dụ con đường tốt giữa hai dòng sông, nước và lửa. Văn nói về việc tinh sâu vào căn cơ và giáo pháp ghi Một là quyết định tinh sâu Bản thân hiện tại là hạng phàm phu tội ác trong sanh tử từ nhiều kiếp đến nay thường bị trôi lăn không có nhân duyên ra khỏi hai là quyết định tin sâu 48 lời nguyện của đức phật a di đà nhiếp thọ tất cả chúng sanh không có hoài nghi cũng chẳng lo sợ hễ nương vào nguyện lực của phật thì nhất định được vãng sanh vãng sanh lễ tán giải thích về thâm tâm rằng thâm tâm tức là tính tâm chân thật tình biết tự bản thân mình là phàm phu đầy đủ phiền não thiện căng cạn mỏng lưu chuyển trong ba cõi không ra khỏi nhà lửa này tình biết bản hoàng thề nguyện của phật a di đà và xưng danh hiệu ngài dưới đến mười tiếng một tiếng thì nhất định được bản sanh hoàn toàn không có tâm nghi ngờ cho nên gọi là thâm tâm từ lời giải thích này mà chúng ta có thể biết được. Lòng tin trong pháp môn tịnh độ chính là tin trên suốt cả đời, dưới đến một tiếng, một niệm cũng chắc chắn vãng sanh. Sau khi đã tin như vậy rồi, thì bản thân mình suốt đời chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà. Đây cũng tức là ý của nguyện thứ 18 cho đến 10 niệm. Bởi thế, Bồ-Tát Long Thọ nói, lấy niềm tin làm phương tiện nên dễ thực hành mà mau đến nếu tin mà không thực hành thì chẳng phải là tin chân thật nếu có thể chuyên hành trì thì niềm tin sẽ ở ngay trong đó phù hợp với nguyên lý của bản nguyện văn phán về tin và nghi quyết định trong chương người niệm phật nhất định phải đầy đủ ba tâm trong tác phẩm Tuyển trạch bản nguyện niệm Phật tập của Pháp Nhiên Thượng Nhân nói Thầm tâm tức là tâm tinh sâu nên biết Nhà sanh tử do nghi ngờ mà trụ lại Thành niết bàn do niềm tin mà vào được Nói thể phương diện thánh đạo môn Thì nhân của sanh tử và niết bàn Nằm ở chỗ đã đoạn trừ phiền não hay chưa Cũng chính là nằm ở chỗ mê hay ngộ mê thì luân hồi sanh tử ngộ thì giải thoát niết bàn hoàn toàn chẳng phải là tin hay nghi bởi vì thánh đạo môn hoàn toàn dựa vào tự lực dùng sức của mình để phá vô minh ngộ thực tướng đoạn trừ phiền não dùng sức của mình để ra khỏi luân hồi trong ba cõi sáu đường nếu không đoạn trừ được phiền não thì không chứng được niết bàn, cho nên giáo lý của Thánh đạo môn là tự lực. Giáo lý của Pháp môn Tịnh độ là tha lực, cũng tức là nương vào sức bản nguyện không thể nghĩ bàn của Phật A Di Đà để vãng sanh cực lạc. Đã vãng sanh cực lạc thì tự nhiên lìa xa luân hồi sanh tử trong ba cõi sáu đường. Đại sư Đàm Loan gọi đó là các loại sanh từ thai trứng, ẩm thấp, nương vào cõi cực lạc, mà được nâng cao, nghiệp trói buộc triền miên, từ đây vĩnh viễn đoạn trừ. Hơn nữa, cực lạc là cảnh giới niết bàn vô vi, vãng sanh tức ngộ được vô sanh, sanh tức vô sanh. Thân tâm chứng quang minh và thọ mạng vô lượng đồng với Đức Phật A-di-đà. Vì thế, nếu tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà, chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà, nguyện sanh về Tịnh độ A Di Đà, đại sư Đàm Loan gọi đó là sự nghiệp thành tựu, hạnh vãng sanh đã thành tựu, không cần đoạn trừ phiền não mà đắc niết bàn. Do vậy, căn cứ theo Tịnh độ môn mà nói, nhưng sanh tử và niết bàn nằm ở chỗ tin và nghi không nằm ở chỗ mê vàng ngộ Người tin thì được vãng sanh, người nghi thì không được vãng sanh. Cũng như người bệnh tin lời thầy thuốc, tức tính tâm khi uống thuốc, tức niệm Phật thì bệnh tự khỏi. Nhưng nếu người bệnh không tin, không uống thuốc thì sẽ mất mạng. Tùy nguyên nhân chết nằm ở chỗ bệnh nặng, nhưng do không chịu uống thuốc thì rốt cuộc dẫn đến tử vong bệnh phiền não của chúng ta rất sâu nặng không thể tự khỏi chỉ có niệm sáu chữ hồng danh tức là thuốc a già đà do bản nguyện di đà lập nên thì không những muôn bệnh đều khỏi mà còn được thọ mạng vô lượng thần tâm an ổn lục thông tự tại vãng sanh nước an lạc chỉ ở tinh niệm phật nếu hết lòng tin sâu, ba tâm tự nhiên đủ. Phần chính La Mã Năm loại chánh hạnh Định nghiệp xưng danh Thuận bản nguyện Phật Quyết định vãng sanh Trong phần giải thích thâm tâm Đại sư nói đến ba nghĩa quan trọng là Hai loại tinh sâu Tự nhân lập tính Tự hạnh lập tính hai loại tinh sâu như trước đã nói. Tự nhân lập tính là nương vào lời của người có lòng đại từ bi như Đức Thích Ca, các Đức Phật đã nói, để xây dựng tính tâm đối với bản nguyện cứu độ của Đức Phật A-di-đà. Pháp môn cứu độ thuộc bản nguyện A-di-đà là do Đức Thích Tôn nói. Chư Phật trong mười phương dị khẩu đồng âm chứng thật. Các Đức Phật này đều là bậc bì trí viên mãn lời các đức phật nói không sai mảy may không chút nghi ngờ đều có thể tin nhận nếu nhân vị của các bồ tát trí hạnh chưa viên mãn thì lời nói của họ không đủ độ tin cậy đây gọi là tự nhân lập tính vì thế phần kết luận đại sư nói một vị phật nói thì tất cả đức phật đồng chứng thực đây gọi là tự nhân lập tính pháp môn niệm phật do đức thích ca và chư phật nói là pháp nương vào nguyện lực của phật là công hạnh do danh hiệu hiện ra lấy hạnh nghiệp này để xác lập tính tâm đối với bản nguyện cứu độ của phật a di đà chính là tự hạnh lập tính ở đây đại sư nói rõ hạnh có hai loại một là chánh hạnh hai là tạp hạnh nói theo hạnh vãng sanh tịnh độ thì dùng hạnh nghiệp của phật a di đà hướng về tây phương tịnh độ gọi là chánh hạnh ngược lại dùng vạn hạnh thánh đạo ở cõi này để vào bậc thánh mà chuyển hướng vãng sanh tịnh độ gọi là tạp hạnh chánh hạnh có năm loại chánh hạnh đó là độc tùng quán sát, lễ bái, xưng danh và tán thán. Chánh hạnh độc tụng Một lòng chuyên độc tụng ba kinh của tịnh độ. Chánh hạnh quán tưởng Một lòng chuyên quán tưởng y báo và chánh báo cõi tịnh độ. Chánh hạnh lễ bái Một lòng chuyên lễ bái Phật A-di-đà. Chánh hạnh xưng danh một lòng chuyên xưng niệm danh hiệu phật a di đà chánh hạnh tán cúng một lòng chuyên ca ngợi cúng dường phật a di đà năm loại chánh hạnh này lại chia thành chánh định nghiệp và trợ nghiệp cũng tức là ba hạnh trước và một hạnh sau cùng là trợ nghiệp hạnh xưng danh thứ tư là chánh định nghiệp đại sư nói một lòng chuyên niệm danh hiệu a di đà bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi bất luận thời gian lâu hay gần mỗi niệm đều không bỏ đây gọi là chánh định nghiệp vì thuận theo bản nguyện của phật a di đà đại sư lại nói ngoài ra các điều thiện khác đều gọi là tạp hạnh tạp hạnh tức là trái lại với chánh hạnh Tóm lại, có năm loại tạp hạnh. Mở rộng ra thì có vô lượng tạp hạnh. Vô lượng tạp hạnh cũng gọi là muôn hạnh các điều thiện. Năm loại tạp hạnh như sau. Một, tạp hạnh độc tụng. Vì vãng sanh cực lạc mà độc tụng kinh điển ngoài ba bộ kinh tịnh độ này. Hai, tạp hạnh quán tưởng. Vì vãng sanh cực lạc mà quán tưởng hình tượng y báo và chánh báo ngoài tịnh độ cực lạc. 3. Tạp hạnh lễ bái Vì vãng sanh cực lạc mà lễ bái chư Phật và Bồ Tát ngoài Đức Phật A-di-đà. 4. Tạp hạnh xưng danh vì vãng sanh cực lạc mà xưng niệm danh hiệu chư Phật, Bồ Tát và những câu thần chú ngoài Đức Phật A-di-đà năm tạp hạnh tán cúng vì vãng sanh cực lạc mà ca ngợi cúng dường chư phật và bồ tát ngoài đức phật a di đà đại sư nói nếu tu những tạp hạnh thì tâm thường gián đoạn tuy có thể hồi hướng vãng sanh nhưng được gọi là hạnh tạp nhạp hành tướng vãng sanh này vừa có hai hành chánh và tạp cũng lại có hai hạnh được và mất được và mất có năm loại như dưới đây năm cái được của chánh hạnh thân gần không gián đoạn không cần hồi hướng thuần đối với phật di đà năm cái mất của tạp hạnh sơ xa có gián đoạn nhất định phải hồi hướng tạp đối với phật di đà năm loại tạp hạnh vốn cũng tốt muôn hạnh các điều thiện cũng tốt đều là sự tu hành trong phật giáo nói theo tính chất hành nghiệp thì tạp hạnh là nang hành đạo tự lực của thánh đạo môn cũng tức là hành nghiệp nhập thánh ở cõi ta bà còn chánh hạnh là dị hành đạo tha lực của tịnh độ môn cũng tức là hành nghiệp được chứng ở cõi cực lạc tính chất lợi ích của hai hạnh này hoàn toàn khác nhau để phân biệt rõ việc này đại sư đã phân biệt hai hạnh này đồng thời nêu ra hai hạnh được và mất có ý khen và chê bỏ và lập cũng tức là khen chánh hạnh chê tạp hạnh khuyên bảo thực hành chánh hạnh và bỏ tạp hạnh phân chia chánh hạnh và tạp hạnh là sự phán thích của tịnh độ môn nói theo thánh đạo môn thì tạp hạnh không gọi là tạp nhưng nói đến tịnh độ môn thì chẳng phải hành nghiệp cực lạc của phật a di đà thuần túy cần phải hồi hướng mới có thể vãng sanh nếu không hồi hướng thì không thể vãng sanh cho nên gọi là tạp cũng như chiếc xe chạy suốt đến trạm tức là đích đến nếu chẳng phải xe chạy suốt thì cần phải chuyển xe nhiều nơi, chuyển hướng đến mục đích, nếu không thì khó mà đến được. Nói chung, công hạnh không liên quan đến Phật A Di Đà thì dù chuyên tu một hạnh cũng gọi là tạp, vẫn cần phải hồi hướng mới có thể vãng sanh. Vốn là người tu hành thánh đạo môn, muốn nhập thánh chứng quả ở cõi ta bà, cho nên họ lấy lục độ vạn hạnh làm nhân hạnh nhưng mà rốt cuộc tự cảm thấy phiền não nghiệp chứng sâu nặng nếu dùng sức mình tu hành thì không có cách nào viên mãn được các ba la mật trong lục độ vạn hành không cách nào chứng quả ở cõi này cho nên phát nguyện cầu sanh tịnh độ cực lạc hồi hướng công đức của mình tu tập nếu thay đổi hạnh nghiệp của thánh đạo môn bỏ tạp Hạnh quay về chánh hạnh bỏ tạp tu mà vào chuyên tu thì không cần phải hồi hướng bởi vì công hạnh thuần túy cực lạc nhưng tạp hạnh chẳng phải là công hạnh thuần túy cực lạc thông cả trời người ba thừa và tịnh độ của mười phương tùy theo nghiệp mà cảm lấy quả báo do có sự khác biệt cho nên quả cũng khác nhau nếu không hồi hướng thì không thể cảm được quả ở cực lạc cho nên gọi đó là tạp song tuy hồi hướng nhưng cũng chỉ sanh trong bào thai không thể hóa sanh được bởi vì không phải là hành chân thật của bản nguyện phật a di đà mà chính là công hành hư giả các điều thiện tạp nhạp của hạng phàm phu vả lại nếu không nhất tâm chuyên niệm danh hiệu phật a di đà thì không được ánh sáng của Phật A Di Đà nhiếp thủ. Vì thế, trong vãng sanh lễ tán, đại sư nói: Sắc thân Di Đà như núi vàng, tướng hảo quang minh chiếu mười phương, chỉ có niệm Phật ánh sáng nhiếp, nên biết bản nguyện mạnh vô cùng. Lại nữa, bác Chu Tán nói: Tướng hảo càng nhiều tám vạn tư mỗi một ánh sáng chiếu mười phương ánh sáng không chiếu người duyên khác chỉ chiếu người niệm phật vãng sanh về vấn đề tạp hạnh không được vãng sanh pháp sự tán quyển hạ đại sư nói cực lạc là vô vi niết bàn tùy duyên tạp thiện e khó sanh thế nên như lai chọn pháp yếu dạy niệm di đà chuyên lại chuyên. Niệm Phật Di Đà chuyên lại chuyên, tức là chánh định nghiệp. Đại sư nói: Nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà, bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, bất kể thời gian lâu hay gần, mỗi niệm không bỏ, đây gọi là chánh định nghiệp, vì thuận theo bản nguyện của Phật A Di Đà. Chánh định nghiệp có hai nghĩa, tức là nghiệp chánh tuyển định và nghiệp chánh quyết định. Nghiệp chánh tuyển định nói theo phương diện Đức Phật A Di Đà thì ngài loại bỏ tất cả các hạnh trong thể nguyện của 210 ức cõi nước chư Phật vì chẳng phải là nhân nguyện để chúng sanh vãng sanh. Ngài quyết định chọn lấy một hạnh niệm Phật làm nhân nguyện để chúng sanh vãng sanh cho nên gọi là nghiệp chánh tuyển định. Nghiệp chánh quyết định, nói theo phương diện chúng sanh, thì chúng sanh phải tin tưởng thuận theo nguyện này. Xưng danh hiệu Phật thì quyết định vãng sanh, cho nên gọi là nghiệp chánh định. Văn trong chánh định nghiệp giải thích. Nhất tâm tức là ba tâm của bản nguyện, chuyên niệm tức là mười niệm của bản nguyện Nói theo ba tâm thì danh hiệu Phật A Di Đà là sở văn sở tính. Nói theo mười niệm thì đây là sở xưng sở niệm. Tình là tinh bản nguyện Di Đà, hành là thực hành danh hiệu Phật A Di Đà. Hai chữ bất luận trong câu đi, đứng, nằm, ngồi là bất luận thời gian lâu hay gần, xuyên suốt trước sau. Vì thế, bất luận là đi đứng nằm ngồi tức là không kể mọi lúc mọi nơi mọi duyên không kể thời gian lâu hay gần tức là không kể thời gian dài hay ngắn cũng tức là không kể thời gian dài hay ngắn trong mọi lúc mọi nơi mọi duyên đều có thể niệm phật nhất tâm chuyên niệm mỗi niệm chẳng bỏ danh hiệu phật a di đà cho nên đoạn văn dưới đây nói mỗi niệm không bỏ cầu bất luận thời gian dài hay ngắn này tức là chữ cho đến trong câu cho đến mười niệm của văn bản nguyện ý nghĩa cho đến mười niệm tức là dùng ý nghĩa câu cho đến mười niệm một niệm cũng được bản sanh để xây dựng tính tâm cho nên văn bản nguyện nói cho đến mười niệm văn thành tựu nói cho đến một niệm khi lâm chung, mười niệm, một niệm cũng được vãng sanh. Như thế thì ai mà không được vãng sanh? Thế nên một đời niệm Phật thì chắc chắn được vãng sanh. Ở phần tự nhân lập tính của phần trước, Đại sư nói, tất cả hạng phàm phu, bất luận tội phước nhiều hay ít, thời gian lâu hay gần, có thể trên đến suốt cả trăm năm, dưới đến một ngày, bảy ngày, nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà thì nhất định vãng sanh, không nghi ngờ gì cả. Cầu bất luận tội hay phước, nhiều hay ít này, tức là bất luận căn cơ chúng sanh, cũng chính là không kể thân phận chúng sanh như thế nào, dù là hạng xuất gia hay tại gia, bậc thánh nhân hay kẻ phàm phu, người thiện hay kẻ ác, ai cũng được cả chỉ nói đến người muốn vãng sanh mà xưng danh hiệu và câu bất luận là thời gian lâu hay gần tức là bất luận thời gian dài hay ngắn đều phải chuyên niệm danh hiệu phật a di đà căn cơ chúng sanh sống lâu thì suốt đời xưng danh chúng sanh mạng ngắn thì cho đến bảy ngày một ngày xưng danh khi lâm chung niệm mười niệm một niệm cũng được vãng sanh vì thế, có thể biết vãng sanh cực lạc là nằm ở chỗ tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà, truyền xưng danh hiệu Phật A-di-đà, nguyện sanh về tịnh độ di-đà. Nghiệp nhân vãng sanh đã đầy đủ rồi, thì tùy theo báo thân, dài hay ngắn, mà suốt đời chỉ một tâm mà không hai lòng. Tính tâm không có hoài nghi, thì chuyên niệm danh hiệu Phật, bất luận mọi lúc, mọi nơi, Mọi duyên khi đi, đứng, nằm, ngồi chẳng kể thời gian lâu hay gần, dài hay ngắn. Đại sư Đàm Loan nói, mười niệm chính là nói sự nghiệp đã thành tựu, cũng tức là nghiệp nhân vãng sanh nằm ở chỗ chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà cho đến mười niệm thì đã hoàn toàn quyết định, ngài cũng gọi là bình sanh nghiệp thành. Cầu bất luận tội phước nhiều hay ít Đều khuyên chuyên niệm danh hiệu Phật này Cho thấy pháp môn cứu độ vô ngại Nương vào sức của Phật a di đà Để tiêu trừ tất cả chấp trước kiến giải hoài nghi Hoặc có người chấp trước tội phước nhân quả Tù phước thì được vãng sanh Tạo tội thì không vãng sanh Hoặc có người chấp trước Phước nhiều tội ít có thể vãng sanh Tội nhiều phước ít thì không thể vãng sanh. Để loại bỏ những nghi chấp này, cho nên nói, bất luận tội phước nhiều hay ít, chỉ cần nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Nhưng có người tà kiến hiểu sai sự cứu độ của Phật A Di Đà, chẳng kể tội phước nhiều hay ít, tội không đáng sợ, phước cũng chẳng tu. Nếu có người sợ tội tu phước thì đó là người chưa tin được nguyện lực của Phật A Di Đà. Vì thế, càng thêm lười biếng, buông lung, cứ làm ẩu làm càng. Những người này lúc hỏi về tội phước, coi việc tu phước là sai, tạo tội là đúng, bám víu tà kiến này mà tự cho rằng tính tâm quyết định là nhân tịnh độ. Vì cũng có người nói bản thân là phàm phu tội ác nên buông lung ba nghiệp mặc sức làm ác chẳng biết hổ thẹn nói năng bừa bãi tôi thật sự là người tu hành tha lực nương vào nguyện lực của phật quyết định vãng sanh những bọn người như vậy không tương ưng với bản nguyện phật a di đà có thể nói cầu vãng sanh cực lạc chẳng được mà ngược lại càng bị chìm đắm trong sanh tử người tin nhận sự cứu độ của phật a di đà đã biết tự mình là kẻ phàm phu tội ác thì phải sanh tâm hổ thẹn sám hối tâm còn khiêm tốn hiền lành luôn nghĩ bỏ ác tu thiện như đại sư thiện đạo nói mỗi niệm xưng danh thường sám hối lại nữa đã biết sức đại bi cứu độ của phật a di đà hơn nữa nhận ân cảm ân thì nên tạ ân báo ân giống như đại sư thiện đạo nói học tâm đại bi của phật mà từ bi thương xót chúng sanh lợi lạc hữu tình mỗi niệm không bỏ có hai nghĩa tức là chúng sanh khuyến khích nhau và pháp đức không đoạn trừ nói theo phương diện của phật a di đà thì hai chữ mỗi niệm chính là trong từng sát na ánh sáng nhiếp thủ chúng sanh niệm phật nói theo phương diện chúng sanh thì niệm rồi lại niệm Người tin nhận sự cứu độ của Phật A Di Đà, mãi đến lúc lâm chung, nhất tâm chuyên niệm, mỗi niệm không lìa danh hiệu Phật A Di Đà, chẳng cần phải mỗi sát na đều xưng danh mà hãy cố gắng nghĩ đến thì liền niệm, mở miệng liền niệm. Đây chính là điều mà Phật A Di Đà chọn lựa. Chúng sanh cứ tin theo thì nhất định được vãng sanh. Cho nên nói vì thuận theo bản nguyện của Phật A Di Đà. Lại nữa, nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Ở đây, đặc biệt dùng chữ chuyên có ý dùng hóa các hạnh độc tụng, lễ bái, vân vân, đều quay về chuyên xưng danh hiệu Phật. Đây gọi là chánh định nghiệp, là chỉ ra hạnh chuyên xưng danh hiệu Phật là nghiệp quyết định vãng sanh. Vì thuận theo bản nguyện của Phật, cho thấy việc chuyên xưng danh hiệu là phù hợp với bản nguyện thứ 18 của Phật A Di Đà. Từ những điểm này có thể thấy, ý của đại sư không nương vào ba hạnh trước và một hạnh sau để lập tính, mà nương vào một hạnh xưng danh thứ tư để lập tính, cho nên gọi là tựu hạnh lập tính. Phần đầu đoạn văn này có câu Tự hạnh lập tính, đây là tiêu đề chỉ ra ý nghĩa của bản văn này, mà ý nghĩa này chính là một hạnh xưng danh thuộc chánh định nghiệp của bản nguyện Phật A Di Đà. Vì thế, chữ hạnh trong Tự hạnh lập tính là chỉ cho một hạnh xưng danh chứ không phải chỉ cho năm loại chánh hạnh. Nhưng đã nói, bất kể đi, đứng, nằm, ngồi bất kể thời gian lâu hay gần thì rõ ràng là bất kể mọi lúc mọi nơi mọi duyên thảy đều có thể niệm phật đều chắc chắn vãng sanh cho nên trong vãng sanh lễ tán đại sư thiện đạo nói nếu có chúng sanh nào xưng niệm danh hiệu phật a di đà nếu bảy ngày hoặc một ngày dưới đến một tiếng một niệm chắc chắn được vãng sanh Chúng sanh đến lúc lâm chung mà có thể niệm một tiếng, một niệm cũng được vãng sanh. Từ đây có thể biết rằng hoàn toàn chẳng phải lấy việc xưng danh để tích lũy công phu, chẳng phải dùng sức xưng danh của bản thân để được vãng sanh, mà đây là nhờ vào sức danh hiệu bản nguyện khiến cho người tin nguyện niệm Phật được vãng sanh. Vì thế, lấy việc xưng danh thuận theo bản nguyện Phật A Di Đà làm chánh định nghiệp thì nghiệp nhân vãng sanh được đầy đủ trợ nghiệp trước ba sau một tự nhiên cũng dung hòa trong sự xưng danh đương nhiên là còn ở trước việc xưng danh vì chưa đầy đủ tính tâm nên chưa thành chánh định nghiệp trợ nghiệp tức là hạnh phương tiện phương tiện giúp đỡ thành tựu tính tâm một khi tính tâm đầy đủ được phật cứu độ thì tự nhiên xưng danh xưng không nhận công đức của xưng trợ mà không chấp vào tướng trợ chánh hạnh và trợ hạnh cũng có nghĩa như vua tôi chủ bạn lấy việc xưng danh làm chính những hạnh lễ bái và độc tụng tùy thuận theo vì vậy phần làm chánh và trợ giống như rồng cử động thì mây bay vua đến thần hầu nhưng nếu cho rằng nhất tâm chuyên niệm không đủ để vãng sanh cần phải thêm các hạnh phụ trợ vì thế đều tu năm loại chánh hạnh để cầu vãng sanh đây chính là tự lực của đức gọi đó là trợ hạnh và chánh hạnh thực hành đều là tạp tu cũng gọi đó là tạp tâm xen kẽ giữa chánh hạnh và tạp hạnh đây là do chưa hiểu rõ chánh và trợ có mối quan hệ phương tiện và chân thật mà tu tập và coi trọng cả hai cho nên nói tuy không chuyên tu tạp hạnh mà chỉ là tạp tu chánh hạnh phần trên đại sư phân biệt tạp hạnh chánh hạnh trợ nghiệp và định nghiệp để khuyên mọi người xưng danh bất kể là khi đi đứng hay lúc nằm ngồi có ý nghĩa bỏ và lập bỏ tạp hạnh quy về chánh hạnh bỏ trợ nghiệp chuyên tu định nghiệp Phần trước cũng nói đến năm loại tạp hạnh đều là sự tu hành trong Phật giáo. Song muốn giải thoát sanh tử, vãng sanh cực lạc mà không buộc lòng tin theo sự cứu độ của Phật A Di Đà, lại đi nương vào chư Phật, Bồ Tát và các pháp môn khác ngoài Đức Phật A Di Đà, chẳng biết những việc đó không có tác dụng gì đối với việc vãng sanh. Trái lại, sức mạnh hoàn toàn nằm ở chỗ chỉ có một mình Đức Phật A-di-đà. Do mê mờ không biết, tâm ấy, hạnh ấy đều là tạp cả, cho nên nói tạp hạnh nên phải bỏ đi. Đương nhiên, độc tụng luận thích ba bộ kinh tịnh độ của năm vị tổ tông tịnh độ là Long Thọ, Thiên Thân, Đàm Loan, Đạo Sứ, Thiện Đạo, thì không xem sự độc tụng ấy là tạp hạnh, lại xem kinh luận liên quan đến nhân quả Giúp tăng thêm lòng tin sâu sắc Cũng không xem sự độc tùng ấy là tạp hạnh Cho đến muôn hạnh các điều thiện siêng tu tập những điều thiện Cho rằng chỉ có điều thiện này chắc chắn Mới có thể cứu độ được mình Nhất định được vãng sanh cực lạc Nương vào sức tu thiện Tâm thái này tức là tâm tự lực dùng tâm tự lực này để làm các điều thiện tức là tạp hạnh đương nhiên hành vi là thiện nên làm theo các điều thiện nhưng tâm tự lực là không tốt đại sư đánh giá thấp việc này chê là tạp hạnh yêu cầu mọi người nên bỏ đây tuyệt đối chẳng phải bỏ thực hành việc thiện điều thiện không thể bỏ cái nên bỏ chính là tâm tự lực khi tâm tự lực được bỏ thì tất cả cho rằng các điều thiện thuộc tạp hạnh sẽ hoàn toàn chuyển thành hạnh báo đáp ưng đức rộng lớn của Phật. Còn như tạp tu, chính là trợ hạnh và chánh hạnh thảy đều tu. Đây đương nhiên là hạnh nghiệp của tâm hướng đến một mình Đức Phật A-di-đà. Nhưng mà phải siêng năng tu tập năm loại chánh hạnh này thì mới được vãng sanh. Không biết trợ nghiệp là phương tiện chỉ có chánh định nghiệp mới là chân thật Mới là nhân vãng sanh Vì thế nương vào sức của mình Mà tu năm loại chánh hạnh Đây tức là tâm tự lực Dùng tâm tự lực này Để tu tập năm loại chánh hạnh Nên gọi là tạp tu Lẽ đương nhiên Tu chánh hạnh Thực hành chánh hạnh này Mới biết được ý chỉ của bản nguyện Nhưng vẫn còn tâm tự lực Đại sư chê là tạp tu, khuyên mọi người nên bỏ. Đây tuyệt đối chẳng phải bỏ năm loại chánh hạnh mà là bỏ tâm tự lực. Khi bỏ tâm tự lực thì việc tu tập trợ hạnh và chánh hạnh bị chê là tạp tu trước đây đều hoàn toàn chuyển thành hạnh báo đáp ưng đức rộng lớn của Phật. Chữ hạnh trong tự hạnh lập tính này tức là hạnh xưng danh thuận theo chánh định nghiệp của bản nguyện Phật, mà hạnh xưng danh này chẳng phải là hành giả tích lũy công đức xưng danh cho mình, cũng chẳng phải dùng hạnh xưng danh để cầu vãng sanh. Từ lương vãng sanh chính là công đức danh hiệu của Phật A Di Đà. Hơn nữa, hạnh xưng danh này chính là sự hiện rõ đầy đủ công đức danh hiệu, tin nhận xưng niệm thì được vãng sanh. Vì thế tự hạnh lập tính không ngoài nội dung pháp tinh sâu trong hai loại tinh sâu căn cơ và giáo pháp phần pháp tinh sâu đại sư nói quyết định tinh sâu tức lập tính nương vào nguyện lực phật a di đà nhất định được vãng sanh tức y cứ vào hành thì niệm phật tức là nương vào nguyện lực của phật lại nữa phần huyền nghĩa nói Nam Mô tức là quy mạng, lập tính. A Di Đà Phật tức là hạnh của Phật, nương hạnh, danh hiệu tức là hạnh. Danh hiệu nguyện lực tùy tên khác nhưng cùng một thể. Tình nguyện lực tức là tinh danh hiệu. Tinh danh hiệu tức là niệm Phật. Nói theo phương diện Phật A Di Đà tức là danh hiệu bản nguyện làm cho mọi người được vãng sanh. Cho nên nói, danh hiệu bản nguyện là chánh định nghiệp. Nói theo phương diện chúng sanh, tức là tính tâm niệm Phật được vãng sanh, cho nên nói tính tâm niệm Phật là chánh định nghiệp. Danh hiệu, tính tâm, niệm Phật tuy tên có khác nhưng cùng một thể. Danh hiệu tức là tính tâm, tính tâm tức là niệm Phật. Trong tâm đã tin nhận danh hiệu bản nguyện thì tự nhiên trong miệng sẽ tuôn chảy ra danh hiệu bản nguyện. Trong tác phẩm Vãng Sanh Lệ Tán, Đại sư Thiện Đạo nói, Bản nguyện của Phật A-di-đà là thệ nguyện sâu nặng, lấy ánh sáng danh hiệu để nhiếp hóa chúng sanh trong mười phương, chỉ có tính tâm theo câu niệm Phật. Ở đây có thể biết, danh hiệu là chánh định nghiệp, tính tâm là chánh định nghiệp xưng danh là chánh định nghiệp tuy tên có khác nhưng cùng một thể thuở xưa đức phật a di đà phát bốn mươi tám đại nguyện thành tựu danh hiệu bản nguyện để cứu độ chúng sanh chỉ có người tin theo mới được bản sanh phần đầu giải thích ba tâm đại sư nói xác định ba tâm để làm chánh nhân ba tâm là lòng tin cho nên cũng có thể nói tính tâm là chánh nhân chánh nhân bản sanh nằm ngay chỗ tính tâm có một nhân chứ không có hai nhân tính tâm là lòng tin trong tự hạnh lập tính chỉ có một tính một hạnh này chứ không có hai tính hai hạnh chỉ lấy xưng danh niệm phật tin và bản nguyện phật a di đà làm chánh nhân cho nên nói là chánh định nghiệp mười la mã hai loại tinh sâu năm loại chánh hạnh có ý là quay về nhất hướng chuyên xưng chữ tính do chữ nhân và ngôn hợp thành ý cho rằng lời nói của người là tính nhưng nếu người không có nhân cách nói lời không chân thật thì không thể trở thành tính nên không thể tin vì thế đại sư thiện đạo giải thích thâm tâm gọi là tâm tin sâu nói tự nhân lập tính tự hạnh lập tính mục đích là nương vào người có thể tin nương theo hạnh có thể tin để xây dựng tính tâm cho hạng phàm phu được giảng sanh tự nhân lập tính người này không những chẳng phải phàm phu cũng chẳng phải là bậc thánh của hàng nhị thừa và tam thừa mà chính là đức phật bậc có lòng đại bi đầy đủ giác hạnh viên mãn Phật là bậc nói chân chính, nói đúng sự thật, nói không hai lời, nói không hư dối. Vì thế, lời Phật nói rất đáng tin cậy, đây là nương theo Phật để xây dựng tín tâm. Nhưng Phật nói điều gì? Phần tựu hạnh lập tính nói: Nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà, đi đứng nằm ngồi, bất luận thời gian lâu hay gần, mỗi niệm không bỏ, đây gọi là chánh định nghiệp. Vì thuận theo bản nguyện của Phật A-di-đà Đây chính là lời Phật nói Tự nhiên thành tựu tính Nên rất đáng để tin sâu Đây là nương theo lời Phật Để xây dựng tính tâm Vì thế Đại Cương trong phần giải thích thâm tâm Có hai ý Thứ nhất là Nương theo lời của người có lòng đại bi đầy đủ Để xây dựng tính tâm Tức tựu nhân lập tính Thứ hai là nương theo hạnh nghiệp xưng danh chánh định để xây dựng tính tâm tức tự hạnh lập tính vì thế nên biết nương vào nguyện lực của phật a di đà thì nhất định giảng sanh trong đoạn hai loại tin sâu phần đầu của phần giải thích thâm tâm thế nào là nương vào nguyện lực của phật a di đà thì vẫn chưa nói rõ cho đến khi tự hạnh lập tính mới chỉ ra chánh định nghiệp là nhất tâm chuyên niệm bởi vì nói nguyện lực Tức là sức của nguyện thứ 18 Nguyện thứ 18 nói Cho đến mười niệm Phàm là người cho đến mười niệm Tức là nương vào nguyện lực Phật A-di-đà Và cho đến mười niệm Chính là nhất tâm chuyên niệm Mỗi niệm không bỏ danh hiệu Phật A-di-đà Cho nên nói Thuận theo bản nguyện của Phật Bởi vậy Nhất tâm chuyên niệm Tức là nương vào nguyện lực Phật A-di-đà nếu không nhất tâm chuyên niệm Thì không nương vào nguyện lực di đà Vì không thuận theo bản nguyện Phật a di đà Trọng tâm của hai loại tinh sâu Năm loại chánh hạnh Chính là cốt loại của quán kinh Cho nên quán kinh tuy nói rộng 13 pháp quán Thuộc về định thiện và tam phước Chính phẩm thuộc về tán thiện Nhưng đến phần lưu thông Thì Đức Thích Tôn loại bỏ định thiện và tán thiện mà chỉ nói trì danh hiệu Phật vô lượng thọ để lưu truyền ở đời hiện tại và vị lai lâu xa. Đại sư Thiện Đạo cũng giải thích là phần trên tôi tuy nói về sự lợi ích của hai môn định thiện và tán thiện nhưng căn cứ vào bản nguyện của Phật A-di-đà thì ý của kinh này nằm ở chỗ chúng sanh phải nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà. Thế nên biết Hai loại tin sâu Năm loại chánh hạnh này Theo ý của Đức Thế Tôn chính là Quay về với nhất hướng chuyên xưng Danh hiệu Phật A-di-đà Vì thế phải tin Nhất hướng chuyên xưng Danh hiệu Phật A-di-đà Thì nhất định được giảng sanh Vì đây là nghiệp chánh định Vì thuận theo bản nguyện Của Phật A-di-đà Vì nương vào nguyện lực của Ngài 11 La Mã Nguyện lực Phật A Di Đà là tăng thượng duyên chúng sanh niệm Phật tức là nương nhờ nhân gặp duyên thì quả hiện nương vào duyên khác nhau thì quả cũng khác nhau ví dụ carbon gặp áp suất và nhiệt độ bình thường sẽ thành than đá nếu như tăng lên 2.000 độ 55.000 atmosfer thì thành đá kim cương. Nếu dưới nước không độ C thì sẽ thành khối băng. Nếu lên đến 100 độ C sẽ thành thể hơi. Nếu hạt giống gặp phải lửa thì sẽ bị cháy, sẽ vĩnh viễn chết mất. Nếu gặp duyên đất nước và khéo dung trồng thì sẽ sanh trưởng không ngừng. Hạng phàm phu tội ác gặp duyên bình thường thì vẫn ở trong ba đường sáu nẻo. Vẫn là phàm phu tạo nghiệp ác phải nhận lấy khổ nạn. Giá lại chín phẩm trong quán kinh tuy có ba duyên khác nhau là gặp duyên lớn gặp duyên nhỏ gặp duyên ác vì thị bên ngoài hiện rõ có sai khác về phẩm bậc thiền ác nhưng thực chất bên trong vẫn là phàm phu chìm đắm trong biển khổ sanh tử vì thị đại sư thiện đạo xác định chín phẩm đều là phàm phu phật pháp đại thừa và phật pháp tiểu thừa nói theo căn cơ thánh đạo môn thì dĩ nhiên tiệm và đốn đều thích nghi với từng căn cơ tùy duyên mà giải thoát trở thành duyên thoát ly sanh tử nhưng nói theo hạng phàm phu thuộc chính phẩm thì gặp duyên cũng như không gặp vẫn là duyên thông thường chứ không trở thành nhân duyên giải thoát đại sư nói phàm phu tội ác trong sanh tử từ nhiều kiếp cho đến nay thường chìm đắm lưu chuyển không có nhân duyên để giải thoát lại nói nương vào hạnh tạp thiện thì e rằng khó giảng sanh hạng phàm phu tội ác như vậy nếu chẳng phải đức thế tôn a di đà phá khởi ý đặc biệt của hoàng nguyện làm duyên mạnh mẽ để thoát ly sanh tử thì tất cả con đường giải thoát đều bị đoạn tuyệt diễn diễn chìm đắm trong hố sâu sanh tử trong pháp sự tán đại sư thiện đạo nói chính vì không gặp được duyên mạnh mẽ tốt đẹp nên bị luân hồi khó được giải thoát nhưng phàm phu thiện ác vĩnh viễn khó được độ thoát này nếu họ có thể gặp được đại nguyện đại hạnh đại lực của phật a di đà làm tăng thượng duyên thì tất cả đều được giáng sanh thành phật bồ tát thiên thần nói quán sức bản nguyện của phật người gặp được thì không luống uổng vì thế cái duyên để hạng phàm phu thoát ly sanh tử đây chính là bản nguyện của phật a di đà đoạn văn xác định hai môn là yếu môn và hoàng nguyện trong phần quyền nghĩa đại sư thiện đạo nói một tất cả phàm phu thiện hay ác được giảng sanh không ai không nước vào đại nguyện đại hạnh đại lực của phật a di đà làm tăng thượng duyên cả lại nữa đoạn văn phàm phu nhập báo độ nói hai nhờ bản nguyện của phật để làm duyên mạnh mẽ nên làm cho năm thừa đều giàu được nhưng hạng phàm phu thiện ác làm thế nào để nương vào đại nguyện đại hạnh đại lực của phật a di đà làm tăng thượng duyên văn ba duyên trong phần định tán nghĩa đại sư thiện đạo đáp rằng ba Chúng sanh xưng niệm thì trừ được tội trong nhiều kiếp Lúc sắp mạng chung được Phật và Thánh chúng tự đến tiếp dẫn Các nghiệp quấy không làm chú ngại Ràng buộc được cho nên gọi là tăng thượng duyên Vì thế nên biết chỉ niệm danh hiệu Phật Tức là nương vào đại nguyện đại hạnh đại lực của Phật A-di-đà Làm tăng thượng duyên thì chắc chắn giảng sanh Như trong quán kinh nói người tạo tội thập ác ngũ nghịch là kẻ ngu muội đầy đủ các điều bất thiện vì nghiệp ác nên đọa vào đường ác lúc sắp mãn chung các lửa địa ngục cùng một lúc kéo đến gặp vị thiện tri thức chỉ dạy xưng danh hiệu phật ngay lập tức lửa giữ địa ngục hóa thành gió mát trong lành lúc đó liền lên đài sen giảng sanh thế giới cực lạc vĩnh viễn xa lìa thân nghiệp vô thường trong sanh tử chắc chắn chứng được thân Phật thường trụ Niết Bàn. Thật đúng vậy, cần phải biết duyên quan trọng như thế. Đại sư Thiện Đạo còn nói, 4. Đức Phật A-di-đà vốn phát ra thể nguyện sâu nặng, lấy danh hiệu Quang Minh để nhiếp hóa chúng sanh trong mười phương. Chỉ cần có tính tâm niệm Phật trên suốt cả cuộc đời, dưới đến mười tiếng, một tiếng, nhờ nguyện lực của Phật mà dễ được giảng sanh trong giáng sanh lệ tán năm chỉ có chúng sanh nào chuyên niệm phật a di đà thì ánh sáng của phật thường chiếu đến người ý nhiếp hộ không bỏ nói chung chẳng nói đến chiếu soi nhiếp thọ những hành giả tu tạp hạnh khác thì đây cũng là tăng thượng duyên hiện đời được hộ niệm trong quán niệm pháp môn sáu sắc thân di đà như núi vàng tướng hảo quang minh chiếu mười phương chỉ có niệm phật ánh sáng nhịp nên biết bản nguyện mạnh vô cùng trong giảng sanh lễ tán bảy nhờ nguyện lực của phật nên diệt được tội ngũ nghịch thập ác mà được giảng sanh người phỉ bán chánh pháp và nhất xiển đề nếu hồi tâm thì đều được giảng sanh trong pháp sự tán tám ngũ nghịch bán pháp tạo mười nghiệp ác hồi tâm niệm Phật, tội đều trừ. Kiếm bén là danh hiệu A Di Đà, một tiếng xưng niệm tội đều tiêu. Trong Bát Chu Tăng, đại sư Tần Mẫn nói: "Chính chỉ cần hồi tâm xuyên niệm Phật, khiến cho ngoái đá biến thành vàng." 12 La Mã, nội dung của quán kinh dùng thí khai phế để dẫn thánh đạo môn vào tịnh độ môn nghiên cứu kỹ về nội dung của quán kinh và khảo sát nhân duyên mà đức phật nói kinh này chúng ta biết quán kinh có ba nghĩa thí khai phế từ giả vào chân nói thí khai phế tức là một vì thật nên bày quyền nghĩa là vì gương sen nên có hoa sen hai hạnh thiện định và tán hai mở quyền hiển thực nghĩa là qua sen nở gương sen hiện trong hạnh định và tán có nói niệm phật ba bỏ quyền lập thực tức là cánh sen rụng gương sen thành bỏ định thiện và tán thiện lập niệm phật trong phần lưu thông văn định tán nói về niệm phật thứ nhất Pháp quán thứ chín trong phần định thiện nói Ánh sáng chiếu khắp mười phương thế giới Nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật mãi không bỏ Thứ hai Pháp quán thứ mười hai Trong phần định thiện nói Phật vô lượng thọ quá thân vô số Cùng với Bồ Tát quán thế âm và đại thế chí Thường đến quái này Chỗ của người niệm Phật Thứ ba Hạ phẩm hạ sanh Trong phần tán thiện nói Bậc trí còn dạy chắp tay trước ngực xưng nam mô a di đà phật thứ tư lại nói quá phật khen rằng này thiện nam tử vì ông xưng danh hiệu phật nên các tội đều tiêu diệt ta định đoán ông thứ năm hạ phẩm trung sanh trong phần tán thiện nói thiện tri thức ca ngợi ánh sáng thần lực của phật a di đà nghe rồi liền giảng sanh Thứ sáu, hạ phẩm hạ sanh. Trong phần tán thiện nói, nên xưng Nam Mô A Di Đà Phật. Văn nói về bỏ định thiện và tán thiện, thiết lập niệm Phật trong phần lưu thông. Phần lưu thông nói, nếu là người niệm Phật, thì nên biết người đó là qua phân đà lợi trong cõi người. Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí là bạn tốt của người ấy sẽ ngồi nơi đảo tràng sanh vào nhà chư phật lại nói phật bảo a nan ông khéo thọ trì lời này thọ trì lời này tức là thọ trì danh hiệu phật vô lượng thọ văn của phần lưu thông đức thích tôn không nói về mười ba pháp quán định thiện trong quán thân phật vô lượng thọ mà nói xưng danh niệm phật trong trì danh hiệu phật vô lượng thọ vì thế, chúng ta biết rõ ý của Đức Thế Tôn. Mục đích không nằm ở hai hạnh thiện, định thiện và tán thiện, mà dùng định tán để dẫn dắt người của Thánh Đạo Môn quay về tịnh Độ Môn. Cho nên phần sau cuối lại nêu ra hạnh xưng danh niệm Phật. Cũng chính là trì danh hiệu Phật vô lượng thọ. Trong nguyện thứ 18 nói, cho đến 10 niệm trong kinh vô lượng thọ bởi vậy đại sư thiện đạo giải thích đoạn văn này đưa ra kết luận chung về quán kinh và một đời giáo pháp của phật mà nói ở trên tôi tuy nói về sự lợi ích của hai môn định tán nhưng căn cứ vào bản nguyện của phật a di đà thì ý của kinh này nằm ở chỗ chúng sanh phải nhất hướng chuyên xưng danh hiệu phật a di đà có thể biết sự lợi ích của pháp quán tưởng được nói trong quán kinh cũng nằm ở trong việc xưng danh niệm Phật. Thế nên, phần giải thích quán chân thân Phật thứ chín Đại sư Thiện Đạo nói về sự lợi ích, ánh sáng chiếu khắp mười phương thế giới, nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật mãi không bỏ. Tức là sự lợi ích của xưng danh niệm Phật. Cũng chính là niệm Phật, tức là xưng danh niệm Phật. Ngoài phần nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà được nói ở phần trên ra, còn có nhiều đoạn gian khác như Quán Kinh Sứ Giải thích đoạn Ánh sáng chiếu khắp mười phương thế giới Nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật mãi không bỏ Trong phần Quán Chân Thân Phật Thứ chín mà nói Hỏi Nếu người tu tập đầy đủ các hạnh Nhưng chỉ cần hồi hướng Thì đều được giáng sanh Tại sao ánh sáng của Phật chiếu khắp Mà chỉ nhiếp thủ người niệm Phật Điều này có ý nghĩa như thế nào? Đáp điều này có ba nghĩa một nói rõ thân duyên tức duyên thân thiết chúng sanh khởi hạnh niệm phật miệng thường xưng danh hiệu phật thì phật liền nghe người đó niệm phật thân thường lễ kính phật thì phật liền thấy người đó lễ phật tâm thường niệm phật thì phật liền biết người đó niệm phật chúng sanh nghĩ đến phật thì phật cũng nghĩ đến chúng sanh Ba nghiệp của Phật và ta không lìa nhau Cho nên gọi là thân duyên Hai, nói về cận duyên Tức duyên gần gũi Chúng sanh muốn thấy Phật Thì Phật cảm ứng hiện ra trước mắt người đó Cho nên gọi là cận duyên Ba, nói về tăng thượng duyên Tức duyên tăng thượng Chúng sanh xưng niệm danh hiệu Phật Thì trừ được nhiều kiếp tội chướng Lúc sắp mạng chung được Phật và thánh chúng tự nhiên đến tiếp dẫn các nghiệp tà ác trói buộc không thể làm chướng ngại sự giảng sanh cho nên gọi là tăng thượng duyên các hạnh khác tuy gọi là thiện nhưng nếu so với niệm phật thì hoàn toàn không thể sánh bằng thế nên các kinh đều ca ngợi công năng niệm phật như nguyện thứ 18 trong kinh vô lượng thọ chỉ nói chuyên niệm danh hiệu đức phật a di đà thì sẽ được giảng sanh lại nữa, Kinh A-di-đà nói một ngày cho đến bảy ngày niệm danh hiệu Phật A-di-đà thì được giảng sanh. Lại nữa, hàng xa chư Phật trong mười phương chứng minh lời Đức Phật Thích Ca nói là không hư dối. Lại nữa, trong văn định thiện và tán thiện của Kinh Quán Vô Lượng Thọ chỉ nêu ra chuyên niệm danh hiệu thì được giảng sanh. Những thí dụ như thị chẳng phải ít. Từ phần trên chúng ta có thể biết Trong phần lưu thông Đức Thế Tôn ngoại trì danh hiệu Phật vô lượng thọ Và Đại sư Thiện Đạo giải thích Là căn cứ theo bản nguyện của Phật A-di-đà Thì ý của kinh này nằm ở chỗ chúng sanh Phải nhất hướng chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà Đây không chỉ là kết luận của quán kinh Mà cũng là kết luận chung về một đời giáo pháp của Phật đã nương vào bản nguyện trọng yếu của nguyện thứ 18 trong kinh vô lượng thọ lại nêu ra phần tựa kinh a di đà và kinh vô vấn tự thuyết mười ba la mã năm bộ chính quyển tông chỉ nhất quán bản nguyện xưng danh phàm phu giảng sanh vào báo độ năm bộ chính quyển của đại sư thiện đạo pháp môn rộng lớn nghĩa lý cao siêu vì hướng dẫn người đương thời cho nên nội dung đó có chân thật có phương tiện người mới học nếu không biết chân giả không có vị thiện tri thức chỉ dạy thì dù bản thân mình có đọc hết năm bộ chính quyển nhưng cũng khó mà biết được phương châm chỗ quay về nếu không biết năm bộ chính quyển nói điều gì thì làm sao thực hành được vì thế cương yếu của quán kinh tứ thiếp sử sử dụng tư tưởng tôn tịnh độ của đại sư thiện đạo để nêu ra nội dung chính bàn về điểm quan trọng của nó để cho hành giả xem qua liền hiểu rõ bất luận người nào nếu tin nhận sự cứu độ của phật a di đà chuyên xưng danh hiệu phật a di đà nguyện sanh về tịnh độ phật a di đà thì trăm người niệm phật thì trăm người được giảng sanh ngàn người niệm phật thì ngàn người được giảng sanh đều sanh về báo độ của Phật A Di Đà. Nói một cách đơn giản là bản nguyện xưng danh phàm phu giảng sanh vào báo độ. Nói căn cứ theo bản nguyện của Phật A Di Đà thì ý của kinh này nằm ở chỗ chúng sanh phải nhất hướng chuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà, nương vào bản nguyện của Phật làm duyên mạnh mẽ, khiến cho năm thừa đều vào được. Đây là tông chỉ nhất quán luận điểm chính xác trong năm bộ chính quyển của đại sư thiện đạo năm bộ chính quyển đều nói một việc này không nói việc khác chỉ có đây là chân thật còn những việc khác đều là phương tiện phương tiện tuy nhiều nhưng chân thật chỉ có một mà thôi ở đây trình bày logic tư tưởng tịnh độ của đại sư thiện đạo như sau hai môn hai thiện hai tính đến hai hạnh đến hai nghiệp đến chánh định nghiệp tức bản nguyện xưng danh chánh định nghiệp tức là chuyên xưng danh hiệu phật vì nhờ sức danh hiệu bản nguyện chắc chắn giảng sanh về báo độ ở quải nước cực lạc đây tức là nghĩa bản nguyện xưng danh phàm phu giảng sanh vào báo độ đương nhiên đại sư là bậc căn khí tổ sư phật thánh thị hiện cho nên việc tự tu hành của ngài trát tuyệt vượt hẳn hạng phàm phu nhưng bất luận đại sư tự tu hành như thế nào đi nữa thì kẻ trí người ngu người thiện kẻ ác sĩ nông công thương tùy theo căn tính của mình đều lấy nhất tâm chuyên niệm danh hiệu phật a di đà làm nhân hạnh giảng sanh đây là điểm chung của tất cả mọi người xưa nay đều giống nhau cũng là tư tưởng nhất quán của đại sư vì thế, chỉ cần có thể tin nhận sự cứu độ của Phật A-di-đà, chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà, nguyện sanh về quải tịnh độ của Phật A-di-đà, nói theo phương diện chứng quả, thì trí thiện của Đại sư không tăng trưởng, sự ngu ác của chúng ta cũng không suy giảm. Ngày nơi đời này đồng giảng sanh cực lạc, đều chứng được ánh sáng, thọ mạng vô lượng, cùng nhân cùng quả đúng là năm thừa đều giàu được vì thị pháp sự tán quyển thượng nói trời người thiện ác đều được giảng sanh đến cõi kia không khác đều được bất thoái đây không phải là nhân khác đều là do sức bản nguyện của phật a di đà tức là ý nghĩa bản nguyện xưng danh phàm phu giảng sanh giàu báo độ